Chào tất cả các em học sinh lớp 8 của trường Chu Văn An. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em các nội dung ôn tập trong bài kiểm tra giữa học kỳ 1 nhé. Ngoài việc ôn tập ở trên lớp thì cô còn hỗ trợ các em bằng cách sử dụng bài giảng online được post lên trên YouTube. Nhưng các em vẫn phải đi học thật đầy đủ để lắng nghe cô giảng bài cùng với những cái kiến thức nó sẽ được rõ ràng hơn nhé. Các kiến thức trong bài kiểm tra giữa kỳ gồm có cách thức sử dụng biến. Biến sử dụng thì chúng ta cần phải khai báo. Việc khai báo biến như sau, đó là va, tên biến, hai chấm, kiểu dữ liệu, chấm phẩy. Các kiểu dữ liệu cơ bản các em đã được học rồi, đó là kiểu byte, integer, real, char, string. Có nghĩa là kiểu số nguyên, nè, kiểu số thực, kiểu ký tự và kiểu sâu ký tự. Và các dữ liệu kiểu số chúng ta thường dùng, đó là kiểu integer, số nguyên và real là số thực. Nếu như có xuất hiện phép chia, nếu như có những dữ liệu cần dưới dạng các số thập phân, thì chúng ta sẽ khai báo là kiểu số thực. Và kết quả của phép chia đó chính là kiểu số thực. Thì khi in ra, chúng ta cần phải chú ý. Để nhập dữ liệu, chúng ta sử dụng lệnh println. Để in dữ liệu, chúng ta sử dụng lệnh write hoặc là println. Write, ví dụ như là write của 20 cộng 5 bằng 20 cộng 5. Ở đây chúng ta thấy nếu như chúng ta có để trong cặp dấu nháy đơn thì nó sẽ in ra màn hình những gì được giống như chúng ta viết trong cặp dấu nháy đơn. Còn nếu như chúng ta để ở phía ngoài thì nó sẽ in ra kết quả hay là giá trị. Và khi in kết quả của phép chia thì chúng ta cần có 2.m và 2.n để thể hiện rằng độ rộng của cái con số của chúng ta và số con số nằm phía sau dấu phẩy. Đó là những kiến thức cần để chúng ta có thể làm bài kiểm tra giữa kỳ được tốt hơn. Bài tập số 1, cô cho tụi con đó là viết chương trình nhập vào chiều dài, chiều rộng hình chữ nhật, in ra diện tích hình chữ nhật đó. Chúng ta khai báo những biến nào? Kiểu dữ liệu của biến là gì? Ở đây, cô sẽ khai báo chiều dài, chiều rộng và diện tích. Diện tích thì các em có thể khai báo hoặc không khai báo. Và kiểu số nguyên thì hoặc số thực đều được cho các biến. Sau khi khai báo biến cũng như kiểu dữ liệu của biến thì chúng ta cùng tìm hiểu xem với bài toán như vậy thì chúng ta có các bước thực hiện như thế nào nhé. Bước 1 sẽ nhập chiều dài. Bước 2 nhập chiều rộng. Bước 3 chúng ta có công thức tính diện tích. Diện tích của hình chữ nhật sẽ bằng chiều dài nhân chiều rộng. Và bước cuối cùng, bước 4, chúng ta sẽ in ra diện tích hình chữ nhật. Đây là chương trình đã được cô viết. Rồi, chúng ta nhìn thấy cô có khai báo các biến, ba biến. Cô nhập vào chiều dài, nhập vào chiều rộng, công thức tính diện tích. Và sau đó là cô in ra diện tích. Đây là màn hình kết quả của cô. Cô nhập vào chiều dài 6, chiều rộng 4, thì diện tích hình chữ nhật là 24. Bài số 2, viết chương trình nhập vào cạnh đáy chiều cao của một tam giác và in ra diện tích tam giác đó. Chúng ta cũng khai báo biến nào, kiểu dữ liệu là gì. Ở đây chúng ta có cạnh đáy chiều cao thì là số nguyên hoặc số thực. Diện tích thì cũng ta tương tự có thể khai báo hoặc không. Nếu có thì nó phải là kiểu dữ liệu số thực. Vì đây, công thức của diện tích tam giác chính là cạnh đáy nhân với chiều cao chia cho 2. Chúng ta thấy có xuất hiện phép chia. Chúng ta có các bước thực hiện của bài toán như sau. Bước 1, nhập vào cạnh đáy. Bước 2, nhập chiều cao. Bước 3, công thức tính diện tích của hình tam giác sẽ bằng cạnh đáy nhân chiều cao chia 2. Và bước 4 là in ra diện tích của hình tam giác đó. Đây chính là chương trình nhập vào cạnh đáy chiều cao của tam giác và in ra diện tích tam giác. Ở đây các em thấy diện tích cô có sử dụng hai con số .5 và .2 để nó có thể in ra kết quả dưới dạng dữ liệu kiểu số thực. Và đây chính là màn hình kết quả. Bài 3. Viết chương trình nhập vào điểm toán, điểm văn, điểm tiếng Anh, in ra điểm trung bình. Biết rằng điểm toán, điểm văn hệ số 2 và điểm tiếng Anh hệ số 1. Chúng ta cùng xem nhé. Ở đây chúng ta khai báo những biến nào, kiểu dữ liệu của biến là gì. Điểm toán, điểm văn, điểm Anh, điểm trung bình.
Chúng ta có thể khai báo điểm trung bình có không nhé. Kiểu dữ liệu là số thực. Sau khi đã khai báo biến cùng các kiểu dữ liệu, thì chúng ta cùng xem bài toán này được thực hiện như thế nào nhé. Bước 1, các em nhập vào điểm toán. Bước 2, nhập vào điểm văn. Bước 3, nhập vào điểm tiếng Anh. Bước 4, chúng ta có công thức tính điểm trung bình là toán văn nhân 2 cộng với điểm Anh, tất cả chia 5. Sau đó, bước cuối cùng, bước 5 là chúng ta in ra điểm trung bình. Đây chính là chương trình của mình. Cô có điểm toán, điểm văn, điểm Anh và điểm trung bình. Sau đó cô nhập điểm toán, nhập điểm văn, nhập điểm Anh, công thức tính điểm trung bình và mình in ra điểm trung bình. Ở đây cô nhập toán 7, văn 8 và điểm Anh là 6 thì cô có điểm trung bình là 7.2. Cô vừa hướng dẫn các em ôn tập cho bài kiểm tra giữa học kỳ 1. Các em ở nhà xem video nhiều lần để hiểu bài, thực hành các bài tập 1, 2, 3 trong video này nhé. Mặc dù cô có hướng dẫn cho các em tự học ở nhà, tự ôn tập ở nhà, nhưng video chỉ mang tính chất hỗ trợ. Các em vẫn cần phải đi học đều, đi học đầy đủ và lắng nghe những cái kiến thức cô hướng dẫn ở trên lớp để chúng ta làm bài thật tốt nhé. Chào tất cả các em, chúc các em học tập thật tốt và một ngày thật vui vẻ. Hẹn gặp lại tất cả các em.